Chào các chị, chào các chị đã đến với kênh của nhà mình Hero TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các chị món dầu điều nha, cho mình lên màu tươi đẹp nè, đơn giản nữa. Mình có 200g dầu điều, mình coi nè, màu vàng đẹp chứ các bạn. 300ml dầu ăn, mình có chuẩn bị dầu ăn sẵn rồi nè. Bây giờ mình bắt tay vô làm nha các chị. Mình bắt chảo lên là đập lửa ghiêu ghiêu nhỏ nhỏ thôi. Mình chế 200g dầu điều vào. Xong mình chế thêm dầu ăn vô, mình chế phân nửa thôi nghe các chị. Mình chế phân nửa dầu ăn thôi, còn phân nửa còn lại chút nữa mình bỏ vô ghiêm. Bây giờ dầu điều mình chuẩn bị ra màu rồi đó, lửa của mình bắt đầu ghiêu ghiêu rồi nè. Các chị xem nè, dầu điều của mình nè, lên màu rồi nè. Mình chịu khó đứng quậy quậy nha. Dầu điều của mình lên màu rồi nè. Mình chắc dầu điều vô trong cái cây á, cái phần còn đều, phần còn lại của hộp điều á, mình chế dầu ăn phần còn lại vào. Mình bắt đầu chế dầu ăn phần còn lại cho hết nha các chị. Mình sử dụng lần 2 á, cũng có thể sử dụng lần 3 nữa nếu mình cảm thấy dầu điều của mình còn màu. Nè các chị xem là lần sau á, dầu điều của mình lên màu nhiều ghê chưa. Mình chịu khó gọi lửa ghiêu mình quậy nha các chị, chứ không nó cũng dễ bị khét lắm á. Bây giờ là thành quả dầu điều của mình nè. Dầu điều á, mình có thể sử dụng trong bún bò quế nè, mình có thể rang cơm chút xíu dầu điều cho nó có màu á. Mình có sử dụng thêm là bún riêu nữa, mình có thể sử dụng nhiều lắm. Mình làm ớt sa tế luôn các chị. Chúc các chị thành công nha. Mời các chị dùng ăn nhãn với em.